Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh N10 TV. Nói tiếp video phần 1 về câu chuyện tình thân như thủ túc của hai người anh em kết nghĩa, đó là anh Quân và anh Tuấn. Anh Quân lớn hơn Tuấn 5 tháng tuổi. Thì bây giờ trong vai trò là anh em kết nghĩa thì anh Quân đóng vai làm anh và anh Tuấn đóng vai là em. Hai người này quý vị, khi mà trở thành anh em kết nghĩa thì trong lòng của hai người lẽ ra phải trân trọng nhau, xem trọng nhau, tôn trọng nhau. Thế nhưng mà qua thời gian, hai con người đi hai ngành nghề khác nhau, cuộc sống nó đưa đẩy hai con người, hai cái lối sống cũng dần dần nó khác xa nhau luôn. Từ đó thì nó hình thành lên cái suy nghĩ của hai người cũng đã lệch lạc và chệch hướng nhau. Thế nhưng mà sâu trong thâm tâm của anh Tuấn thì ảnh vẫn luôn coi anh Quân là một người anh thật sự, như là một người anh ruột. Và hai người giống như là anh Tuấn thương anh Quân còn nhiều khi coi như là giống y chang anh ruột, có khi là hơn cả anh ruột luôn quý vị. Nhưng mà anh Quân thì anh có thật sự thương anh Tuấn như là em trai ruột của mình không? Cái đó thì chưa chắc. Bởi vì á, mặc dù là hai người ngày xưa từ nhỏ tới lớn đều học chung, và ngay cả học võ thì hai người cũng là đôi bạn cùng tiến trong cái lớp học võ. Thế nhưng mà học võ xong ra, một người thì lại dùng võ để mà làm những cái việc trượng nghĩa, giúp dân, giúp cho những cái người yếu thế là anh Tuấn. Còn một người học võ xong ra thì lại dùng cái võ đó để ức hiếp những cái người yếu thế hơn mình, đó là vợ mình, đó là chị Tâm. Một người vợ mà khi mình cưới mới có chớm 18 tuổi thôi, một tuổi đời còn rất nhỏ. Thế nhưng mà bây giờ vợ chồng mà vợ mình chấp nhận lấy vợ quá trẻ thì đôi khi giữa mình với vợ mình có những cái bất đồng quan điểm với nhau, vợ không hiểu ý mình, hoặc có thể là có những điều mình không thể bày tỏ tâm sự với vợ vì là vợ không có hiểu được, vợ không thể san sẻ với mình. Tuy nhiên thì lẽ ra là người chồng và là đàn ông, mình lại phải thấy rằng là mình chọn vợ thì dù bây giờ vợ như thế nào mình cũng phải tôn trọng vợ vì mình là người chọn. Đúng hay sai thì cũng là mình là người chọn. Thế nhưng mà bây giờ về sống chung thì hở ra có chuyện gì là anh Quân cứ đổ lỗi là vì vợ trẻ, vợ non nớt, vợ khù khờ, vợ không giúp ích được cho mình. Từ ngày lấy vợ xong thì công việc làm ăn ở xưởng giày nó sa sút. Vợ vừa nghèo, vợ lại không có được trí thông minh, không có được trí tuệ, không được học vấn nữa. Gia đình bên vợ thì cũng không có khá giả để có thể hỗ trợ tài chính cho ảnh trong lúc mà xưởng giày ảnh khó khăn. Thế là bao nhiêu những cái lỗi ảnh đổ trút lên đầu của cái người vợ. Nếu mà ảnh trách vợ ảnh thì thay vì vậy ảnh hãy trách bản thân ảnh, tại vì ngay từ đầu ảnh chọn vợ trẻ và ảnh chấp nhận vợ không cần phải giàu, không cần phải học cao. Thì bây giờ ngày hôm nay ảnh lại đổ hết lên đầu vợ, lẽ ra ảnh phải đổ lên đầu ảnh, đúng không quý vị? Thì thật ra mà nói theo như Nêu 10 nghĩ nha, phán đoán này là riêng của Nêu 10. Thật ra cái ông Quân này, ông thừa biết đó là cái lỗi lầm do ngày xưa ông ham lấy vợ trẻ. Tuy nhiên quý vị, ổng biết cái điều là như vậy nhưng mà ổng vẫn gọi là vẫn dùng cái sự mà tập võ của ổng, dùng cái võ cao của ổng, võ công cao của ổng để mà ổng trút lên đầu vợ ổng mỗi lần mà ổng có những cái điều mà giống như là căng thẳng, áp lực, những cái điều không thể mà xử lý được hoặc là ra ngoài bị người ta coi thường á, những cái điều đó ổng về ổng đổ trút lên đầu vợ ổng. Thật ra ổng biết ổng làm vậy là sai. Nhưng mà vì á, vợ trẻ, vợ yếu thế hơn mình, thấp cổ bé họng, mình hà hiếp cổ, cổ vẫn cắn răng chịu đựng, thấy được nước làm tới vì cho nên là tối ngày là cứ trút lên đầu vợ những cái lúc mà tức giận như vậy. Nêu 10 thiết nghĩ là cái anh Quân này anh thừa biết cái hành động đó của ảnh là không đúng nhưng mà ảnh vẫn làm cái gì, vì là chủ yếu là để giải tỏa về mặt cảm xúc của ảnh thôi. Thì người vợ này qua thời gian làm sao sống nổi một người chồng mà coi mình như là một cái bao như vậy, đúng không quý vị? Thích là muốn quánh lúc nào là quánh, thích chửi lúc nào là chửi, còn hơn cả cha lẫn mẹ của cổ, làm sao cổ sống được. Thế là sau nhiều lần như vậy thì cổ mới ôm cái đứa con 2-3 tuổi chạy qua bên nhà vợ chồng anh Tuấn để cầu cứu. Tuy nhiên thì những lúc đó quý vị, nó cũng chỉ là kế hoãn binh tạm thời. Cho đến thời điểm đó thì cô vợ này cũng mới phát hiện cổ có thai là đứa thứ hai. Thế nhưng mà tưởng đâu cái việc mà mình có bầu á, thì chồng mình sẽ tu tâm dưỡng tính, ảnh sẽ hạn chế bớt cái tính nóng nảy trong người, ảnh sẽ nghĩ tới con và thương vợ hơn. Nhưng mà người ta nói á, giọng thứ mà ngu lâu dốt bền nó khó đào tạo, quý vị không? Có nói cỡ nào thì bản chất con người nó là như vậy thì nó cũng là như vậy thôi. Tại vì á, bản chất con người là thứ khó đổi, và chỉ có chính cái con người đó muốn đổi hay không là do chính con người đó uyển chuyển để thay đổi dần dần thôi. Chứ ngoài ra không ai có thể tác động vào để thay đổi được. Đừng mong rằng là mình bên ngoài có thể thay đổi một con người nào cả. Chỉ có bản thân của cái người trong cuộc họ tự thấy, họ nhìn nhận mình làm như vậy là sai, mình phải sửa. Giống y chang như là mình phải cai nó vậy đó. Bây giờ mỗi lần mình nóng lên là mình thấy là mình sẽ gì dằn không được, mình sẽ coi như là ném đồ đạc, đúng không? Thì mình phải biết là như vậy là gì sai. Thì mai mốt lần sau mình muốn ném, mình kiếm đồ nhựa mình ném, quý vị không? Từ từ mình cai, từ từ như cai thuốc lá vậy đó. Bây giờ mình hút thuốc lá mình ghiền quá, bây giờ tự nhiên đang hút ngày 10 điếu, mình đâu có thể giật cái lần 10 điếu không hút được. Thì giờ ngày hút 10 điếu, mình đang cai mà, thì giờ mình giật lại một ngày mình hút cỡ chừng 8 điếu, rồi mình giật lại ngày hút 6 điếu, mình cai từ từ. Thì cái hành động quánh vợ này cũng vậy, thấy không? Cái hành động mà vũ phu cũng vậy. Ban đầu mình quánh vợ, mình quánh dữ, thì bây giờ mình quánh 10 phần công lực đi, thì lần sau mình đừng quánh vợ nữa, mình kỳ chuyển qua mình quánh cái gối, hay mình quánh vô cái nệm, hay mình quánh cái gì đó. Mình cai từ từ quý vị. Từ từ thì cái gì nó cũng qua thôi. Quan trọng con người có chịu sửa đổi hay không, chứ con người khác á, chứ đừng có mong cầu người khác giúp mình. Và cũng không có người nào khác mà bên ngoài mà hy vọng rằng mình có thể thay đổi một người nào đó. Ngay cả cha mẹ còn không thay đổi được con cái thì làm sao làm vợ, làm thay đổi được chồng. Đừng bao giờ nghĩ cái chuyện viển vông. Cái câu chuyện ngày hôm nay nó cũng là một cái bài học là như vậy quý vị. Thì tình hình á, là bây giờ sống với cái người chồng như vậy, chị Tâm á, chị lại để cho có bầu đứa thứ hai. Cái người chồng này bản chất ăn sâu bám rễ mà, lại một lần nữa là coi như là xuất chiêu, là lần này là coi như là thượng cẳng tay hạ cẳng chân, mà cái cẳng kỳ này là nó thụ vô bụng vợ luôn. Nên là cái chị Tâm này sau đó không giữ được con. Cái lần này là coi như giọt nước tràn ly, chỉ cứ nghĩ trong đầu là chạy về bên nhà mẹ mình tịnh dưỡng, rồi xong rồi sau đó là về bên đó là yêu cầu để tránh mặt chồng và yêu cầu chồng phải ly hôn. Đây là sẵn tiện có cái cớ để ép buộc chồng phải ly hôn. Rồi con cái thì đưa cho anh Quân ảnh nuôi. Tại vì bây giờ về điều kiện kinh tế thì chị này nhà chị cũng không có khá, mà chị này thì không có công việc nữa, làm sao nuôi con. Thì cái đứa con 2-3 tuổi để chồng nuôi luôn. Thế nhưng mà bây giờ anh Quân một mình á, nuôi một đứa con, rồi lừa cái xưởng giày thì lại đang gì, đang trong cái lúc mà túng quẫn, đang làm ăn xuống nữa. Quá nhiều thứ nó dồn cục vô với nhau. Nên anh Quân này ảnh mới cần á, là có một bàn tay phụ nữ ở trong nhà để san sẻ lo cho con ảnh, lo cho nhà cửa, để ảnh có thể gì tu chí lo cho cái chuyện sự nghiệp bên ngoài. Bây giờ ảnh mới biết được cái giá trị của người vợ ở bên trong. Thế là ảnh tâm sự với anh Tuấn. Bây giờ anh không biết làm sao, bây giờ anh một mình anh kham không nổi, thấy không? Thời điểm này công việc ở xưởng nó lu bu, rồi làm ăn xuống nữa, anh phải dồn hết tâm huyết vô trong cái xưởng. Con anh bây giờ anh lo không được, thì bây giờ nhờ vợ chồng em đón về bên nhà vợ chồng em, cho nó ăn, cho nó uống, rồi tắm sữa cho nó con anh giùm, thấy không? Ôn bài con anh giùm luôn, coi như anh mang ơn. Thì anh Tuấn này anh đồng ý luôn quý vị. Anh em mà giúp có nhiêu đó cũng đâu có đáng là bao. Đứa bé chỉ có 2-3 tuổi à, nó ăn được bao nhiêu, nó uống được bao nhiêu, quý vị không? Cho nên là thật sự mà nói, cái việc mà giữ giùm cũng chẳng đáng là bao. Tuy nhiên thì anh Tuấn cũng khuyên với anh Quân á, là bây giờ có giúp thì cũng chỉ giúp đường ngắn, chứ không thể nào giúp vĩnh viễn, giúp đường dài. Quan trọng nhất là anh vẫn cần một bàn tay phụ nữ, mà đặc biệt đó là mẹ ruột của con anh. Thì anh nên á, là lúc này anh nên hãy thừa nhận cái lỗi sai của anh. Anh nên xoa dịu chị Tâm đi, rồi anh qua bên đó xin lỗi ba má vợ đi. Thì nghe theo những gì mà anh Tuấn anh khuyên, thì anh Quân đêm đó gì đã viết 2 lá thư. Một cái là thư xin lỗi vợ, một cái là thư giống như là thư hứa, hay không? Hứa hẹn với ba má vợ là đảm bảo, gọi là thư đảm bảo đó, là từ đây về sau con không có quánh vợ con ha. Thế là mua trái cây đồ này kia đem qua, mua quà đồ đem qua gửi cho ba má vợ ăn lấy thảo, xong rồi sau đó là xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi ba má vợ, nhận lỗi, gót trà xin lỗi, rồi gửi thư bảo đảm có ký tên đàng hoàng luôn, gửi cho ba má vợ để mà gì chứng thực rằng từ đây về sau con không có thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ con nữa, mà bây giờ con nó còn quá nhỏ, nó cần có mẹ bên cạnh, cho con đón vợ con về. Chị Tâm bây giờ thấy chồng ăn năn, rồi chồng gửi thư xin lỗi nữa, thế là bây giờ chị cũng cảm động cái gì. Dù sao cũng chung chăn gối mà, người ta nói là một đêm vợ chồng ngàn năm cũng còn tình nghĩa, không? Nên thành ra là chị quyết định là cho chồng một cơ hội nữa. Và thế là chị lất lất trở về sống với anh Quân. Tuy nhiên thì thời gian từ ngày mà trở về sống lại, thì anh Quân này ảnh đúng thiệt là ảnh đã tu tâm dưỡng tính, không còn quánh vợ quánh con. Nhưng nó chỉ duy trì cái trạng thái bình yên được trong vòng có 6 tháng thôi. Thì lúc này cái xưởng giày của ảnh nó không trụ được nữa và thông báo là phá sản. Và bây giờ công việc ở ngoài Bắc á, nó không thể nào giúp cho ảnh duy trì được nữa. Ở ngoài đó khả năng á, nó gọi là cái mối làm ăn nó không có được nhiều, nó không có nhiều cơ hội. Thứ hai á, là cạnh tranh cũng nhiều quá, ảnh ở ngoài đó khó làm ăn. Ảnh mới thấy vậy là nói với chị Tâm không mấy, vợ chồng con cái chuyển vô trong Sài Gòn, gọi là Nam Tiến đó, vô trong đây lập nghiệp, làm lại từ đầu. Tuy nhiên thì chị Tâm chứ không có chịu, tại vì chỉ lo. Cái vấn đề là ở khi một người phụ nữ họ đã cảm giác bất an rồi thì bây giờ dù là có hàng gắn thì trong lòng bất an hay là mất lòng tin thì nó cũng vẫn là còn như vậy quý vị. Nên chỉ bán tính bán nghi, chỉ sợ là vô Sài Gòn rồi lỡ biết đâu chồng một mai trở về cái trạng thái bản chất cũ quánh mình thì lúc đó mình tháo chạy, mình trốn đi đâu? Tại không có người thân, không có cha mẹ, không có anh Tuấn, vợ chồng anh Tuấn thì ai giúp đỡ mình? Chị Tâm khăng khăng là không có vô Sài Gòn. Chị mới nói là thôi bây giờ chị với con đã quen ở ngoài Bắc rồi, bây giờ để chị với con ở ngoài Bắc luôn. Một mình á, là anh Quân vô Sài Gòn trước đi, rồi anh Quân tính cái đường công ăn việc làm ở Sài Gòn. Khi nào mà anh Quân á, làm công việc ở Sài Gòn mà thấy ổn định rồi á, có cuộc sống thoải mái rồi thì lúc đó anh Quân đón vợ con vô sau thì chị Tâm sẽ đi. Chị Tâm nói với ảnh vậy. Thế là nghe vợ nói như vậy, mềm mỏng như vậy thì anh Quân ảnh cũng đồng ý. Và trước cái ngày đi á, thì anh Quân ảnh có dặn dò anh Tuấn là có gì chỗ anh em giúp đỡ giùm anh, thỉnh thoảng vợ chồng em qua lại xẹt tới xẹt lui thăm vợ anh, ăn cơm chung vợ anh cho nó đỡ buồn. Chứ nó ở một mình ở nhà với con mà con còn nhỏ quá, đâu có ai nói chuyện với nó cũng tùy túng. Lâu lâu vợ chồng em dẫn theo mấy đứa nhỏ qua cho vợ con anh nó cũng được vui. Và dĩ nhiên thì cái chuyện này nó cũng quá là đơn giản, chẳng có cái gì ảnh hưởng cả quý vị. Thế là anh Tuấn đồng ý. Và sau nhiều lần qua lại chơi, thế là cái anh Quân này quý vị ở Sài Gòn bây giờ ảnh đi làm công cho người ta, nhưng mà cái công việc của ảnh làm mức lương khá là cao vì trước đó ảnh có kinh nghiệm và bề dày kinh nghiệm trong cái nghề làm xưởng, làm giày, thiết kế, nên là bây giờ ảnh được nhận vô với một cái vị trí cao và mức lương cũng cao. Xa vợ, cũng sợ vợ mình vừa trẻ vừa đẹp thì một ngày nào đó cũng sẽ thằng khác nào đó, nó tới nó dụ nó gù quến. Ảnh sợ điều đó nên là anh Quân này ảnh mới thường xuyên gửi tiền về quê cho vợ, rồi gửi quà cáp tạo bất ngờ cho vợ ở ngoài Bắc, để chung quy cho vợ mình á, là chị Tâm á, sẽ thương chồng và sẽ không có sinh cái lòng mà tầm bậy tầm bạ. Cứ 5-3 bữa là anh Quân ảnh sẽ gọi điện cho chị Tâm, ảnh hỏi thăm vợ. Rồi xong rồi ảnh cũng hỏi thăm dò xem á, là dạo này vợ chồng Tuấn có qua giúp đỡ cho mẹ con em không, dạng vậy đó. Thì chị Tâm dĩ nhiên có sao nói vậy. Chị mới nói là vợ chồng anh Tuấn thường hay qua chơi, ăn cơm rồi ở lại chơi cũng khá là tối mới về nhà này kia vậy đó, cũng có sao kể y thiệt vậy. Thế là một năm quý vị, anh Quân đã vô Sài Gòn được một năm. Công việc kinh doanh thì bây giờ cũng như là cái đời sống ở Sài Gòn, anh Quân cũng dần dần đã bắt nhịp được. Thế là ảnh mới sắp xếp công việc chuyến đó là thường xuyên về thăm vợ nhiều hơn. Mỗi lần như vậy thì anh Quân á, ảnh sẽ đặt vé máy bay, ảnh về một cách gọi là lén lút, âm thầm, không có báo cho vợ biết trước. Và có những cái bữa là ảnh bay những cái chuyến bay là rạng sáng ra tới ngoài Bắc rồi ảnh bắt taxi về nhà. Trong lúc vợ còn đang ngủ rất là say thì ảnh rón rén mở cửa và đi nhẹ nhẹ vô trong nhà như là một kẻ trộm. Khi mà vô trong nhà rồi thì ảnh lặng lẽ đi vô trong phòng ngủ của vợ để coi là kiểm tra vợ có đang ngủ với thằng nào không. Ảnh làm những cái hành động nó rất là bất thường về mặt tâm lý. Và đôi khi á, có những cái lần ảnh làm mà cho chị Tâm hú hồn hú vía giật mình mấy phen. Anh Quân ảnh còn thường xuyên kiểm tra điện thoại của chị Tâm nữa. Và lúc này ảnh đã phát hiện ra là cái thời gian trao đổi điện thoại của chị Tâm với lại anh Tuấn nè là càng ngày càng nhiều hơn. Và cái số lượng, cái số lượng cuộc gọi nó tăng lên, mà cái thời lượng của cuộc gọi nó cũng dài hơn. Hồi trước thì ví dụ như 1 phút mấy, ví dụ mấy chục giây, 50 giây hay là 1 phút mấy. Bây giờ thì nó tăng lên là thành 3 phút, cho nên là anh Quân ảnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Ảnh luôn cảm thấy là chị Tâm với lại anh Tuấn nè, vợ mình với lại cái thằng em kết nghĩa nè, có qua lại lén lút với nhau vụng trộm. Thì ở cái phần 1 là N10 đang kể như vậy đúng không? Nó đang tóm tắt nội dung ở trong cái đầu phần 2 nó là như vậy, cho quý vị nào mình nghe mình dễ hiểu nắm bắt luôn. Bây giờ tiếp theo cái phần 2, N10 có hỏi quý vị là theo như quý vị phán đoán, quý vị thấy là giữa cái anh Tuấn nè, người em kết nghĩa sống rất là gọi là trưởng nghĩa, với lại một cái người vợ mà thật sự là người vợ tào khang, không có cái gọi là cái sự lén phén này, thì quý vị nghĩ hai người này có thậm thục qua lại nhau không? Theo như quý vị đoán thì đây là trong cái video phần 2 nó sẽ cho quý vị biết cái sự thật bên trong. Một ngày trong tháng 1, sau khi mà anh Quân về nhà, là chuyến đó về lại ngoài Bắc á, thăm vợ con được mấy ngày. Và anh Quân lúc này anh đã giả vờ, anh nói á, là đang ở ngoài Bắc chơi vợ được mấy ngày đúng không? Thì đang chơi, thí dụ như xin đợt đó là được về ngoài Bắc thăm vợ con được 4-5 ngày đi. Thì anh đang ở nhà được tới cái ngày thứ 2 thì anh mới nói với vợ là ngày mai anh phải bay vô Sài Gòn gấp rồi em ơi. Chị Tâm chỉ mới ngạc nhiên chứ hỏi ủa sao anh nói với em anh về 4 ngày mà sao thành có 2 ngày, dạng vậy đó quý vị. Thì cái anh Quân anh mới nói là công việc mà anh đâu có nói được, anh xin phép là chuyện của anh, nhưng mà nếu mà công việc nó phát sinh, anh lại là cái người trưởng bên khâu thiết kế nữa, thì bây giờ người ta cần anh thì anh phải vô. Cái này anh đâu có nói được đâu em. Thì bây giờ chị Tâm chỉ không có rành về công việc quý vị. Hồi xưa chị học đâu có cao, chỉ làm công nhân mà chị không có rành. Chồng nói thì chỉ ưng thuận chỉ tin thôi. Thế là lúc này chị Tâm chị cũng vui vẻ để chồng vô Sài Gòn trở lại. Chỉ cứ đinh ninh là chồng ngày mai chồng bay vô Sài Gòn. Sáng ngày hôm đó anh Quân ảnh cũng làm động tác giả. Ảnh cũng mở điện thoại đặt app rồi đặt taxi đưa ảnh từ nhà tới sân bay Nội Bài vân vân. Ảnh cũng làm y chang thao tác vậy quý vị. Tuy nhiên khi mà tới sân bay Nội Bài thì ảnh lại trả vé lại, ảnh quay trở về nhà, nhưng ảnh không vô trong nhà mà ảnh thuê một cái khách sạn gần ở cái căn nhà vợ chồng ảnh. Đố quý vị là ảnh làm như vậy để làm chi? Trời đất ơi, thì để theo dõi vợ chứ làm gì. Hằng ngày luôn quý vị, ảnh y chang như là thám tử tư vậy đó, theo dõi hành tung của vợ và coi vợ mình qua lại với thằng Tuấn có cái gì lén phén, ý đồ gì đen tối không. Tuy nhiên suốt mấy ngày sau đó thì vẫn không phát hiện một cái điều gì bất thường cả. Vợ vẫn ở nhà, vợ vẫn đưa rước con bình thường, nói chung là không có cái gì qua lại với anh Tuấn cả. Và trong mấy ngày đó thì vợ chồng anh Tuấn cũng không có qua bên nhà của chị Tâm luôn. Nên thành ra là hoàn toàn vợ trong sạch, không có chuyện gì. Lẽ ra một người chồng thương vợ, tin vợ, đã đi làm xa, không có chồng bên cạnh, vợ mình đã thiệt thòi rồi thì lẽ ra mình phải có cái lòng tin. Đằng này trời đất ơi, ông nội này ổng lại còn gì, suy bụng ta ra bụng người. Ổng lại còn nghĩ rằng là vợ ổng đang này kia qua lại với em kết nghĩa ổng, trong khi anh Tuấn giúp đỡ gia đình ổng rất nhiều. Người ta nói gọi là lấy oán là báo ơn, có đúng luôn quý vị. Và rồi chiều muộn ngày hôm đó là gần chiều nhá nhem tối đó, anh Quân ảnh mới thấy là anh Tuấn sao tự nhiên hớt ha hớt hải chạy qua bên nhà của ảnh. Và sau đó thì tự nhiên một lúc sau, khoảng 5-10 phút sau thì từ trong nhà đó, anh Tuấn dìu cái chị Tâm ra. Hai người dìu nhau, dìu chị Tâm nè ra ngoài chiếc taxi. Rồi chiếc taxi đó chạy thẳng lên trên cái khu vực trung tâm luôn. Anh Quân chạy theo mà, ảnh bắt liền chiếc xe ôm và bắt đầu ảnh kêu xe ôm chạy đi theo, bám theo chiếc taxi phía trước quý vị. Và sau đó thì ảnh đã dùng điện thoại di động ảnh chụp ảnh lại. Tuy nhiên khi mà đến một cái chỗ đó là đèn xanh đèn đỏ thì anh Quân ảnh đã bị mất dấu. Qua ngày hôm sau anh Quân ảnh mới có mặt ở tại nhà quý vị. Ảnh vô trong nhà, ảnh cầm cái sắp hình ảnh ném thẳng vô trong mặt của chị Tâm. Rồi ảnh bắt đầu là mặt mày của ảnh là coi như hừng hực lên. Ảnh mới nói với vợ, ảnh nói chị Tâm là cô với lại thằng Tuấn hai người cắm sừng lên đầu tôi phải không? Không ngờ rằng cô lại ăn gan hùm mật gấu to gan như vậy. Thì cái chị Tâm này cái chỉ ngạc nhiên luôn, trời đất ơi sao chồng nói chồng vô Sài Gòn làm lại rồi sao tự nhiên như lất lất giờ ở đâu ở đây rồi con chụp hình chụp hẹo nữa, đi lén nữa gì không? Chị Tâm chỉ chừng hững luôn, chị mới hỏi trời đất ơi sao anh không có vô Sài Gòn hả? Rồi sao anh theo dõi em nữa? Mà em với anh Tuấn thì hoàn toàn không có cái gì cả. Hôm qua em đau bụng, rồi em một mình, thân gái một mình, con thì còn nhỏ, không có ai đỡ đần. Thì thành ra là trong cái lúc bí bách quá em mới gọi điện nhờ bạn thân của anh, nhờ anh Tuấn qua giúp em. Chứ bây giờ chỉ có anh Tuấn là sức đàn ông thì anh Tuấn mới dìu em được ra ngoài xe. Thì bây giờ anh nghĩ đi, em có bao nhiêu người có thể thân thuộc để mà có thể tới nhà giúp em. Anh Tuấn là chỗ quen biết và anh Tuấn là em kết nghĩa của anh, thì dĩ nhiên em nghĩ trong đầu là nhờ anh Tuấn là nó vẫn là tốt hơn là em nhờ bạn bè của em. Thì cái chị Tâm này chị mới giải thích, chỉ nói với anh Quân vậy quý vị không. Tuy nhiên thì chị Tâm lúc đó vừa nói nhưng mà vừa có cái sự gọi là uất nghẹn lắm. Tại vì cái lớp mình bị bệnh, chồng mình á lại dối gạt mình nói là vô Sài Gòn nhưng thật ra là lại đi rình mò mình quý vị không. Rồi bây giờ tự nhiên lại còn ghen tuông bóng gió làm những cái chuyện này, trong khi mình thì lại cái gì bị bệnh mới xuất viện về nhà hả không, mới vô bệnh viện hôm qua hôm nay về. Thế là chị Tâm trong lòng chị cũng ức lắm. Chị mới đi vô trong phòng, chị lấy cái bệnh án ra, chị đưa cho anh Quân xem, chị đưa cho chồng xem. Chị mới dằn cái bệnh án ở trên bàn, chị nói nè anh coi đi, anh không tin thì anh coi đi. Đây là cái hồ sơ khám bệnh của tôi nè, anh coi đi. Thì cả hai mới bắt đầu cãi nhau rất là lớn tiếng. Và bây giờ quý vị cái bản tính mà nó hung hăng ấy không, nó trỗi dậy nữa. Em nói gì giọng thứ con người là cái thứ khó đổi bản chất mà. Nên là anh Quân này một lần nữa quý vị, bao nhiêu tháng qua, bao nhiêu năm qua tôi dằn Tâm dằn tính đúng không, nay bộc phát trở lại. Và không những vậy còn lợi hại gấp đôi. Người ta nói giọng thứ nó dằn mà tới chừng mà nó gọi là giọt nước tràn ly là nó còn gấp đôi dữ dội không. Ổng mới tức mình quá, ổng sến cho chị Tâm hai bạt tay vô mặt quý vị. Và sau đó ổng mới bắt đầu là ra ngoài bắt xe qua bên nhà của vợ chồng anh Tuấn. Rồi cũng y chang như vậy đó, là cầm cái tấm nguyên một cái sắp hình đó, ông sắp hình mà ổng rửa đó, cũng dằn vô trong mặt của anh Tuấn y chang vậy. Rồi ổng cũng chửi, ổng cũng hừng hực, ổng chửi anh Tuấn y vậy luôn. Ổng nói là tại sao mày làm vậy với anh? Mày phải biết cái câu mà ông bà người ta nói, con, thầy, vợ, bạn, gái, cơ quan không có được đụng tới. Tốt nhất là mày phải tránh xa vợ của tao ra một chút, phải không? Thì ông Quân này ông chửi anh Tuấn vậy quý vị. Anh Tuấn thì anh không hiểu đầu đuôi gì chi hết trơn á. Anh đâu có hiểu gì đâu, cái chuyện vợ chồng của hai người này bữa giờ gì rồi anh đâu có biết gì đâu. Anh Tuấn anh không có hiểu đầu đuôi thế nào. Một lúc sau khi mà anh coi mấy cái tấm hình đó thì anh mới hiểu rõ là thì ra là anh Quân đang ghen bóng ghen gió. Cái thế là anh Tuấn anh mới dằn giọng xuống, anh trầm giọng xuống anh nói, chứ không phải là vì anh Quân hung hăng mà anh Tuấn này ảnh cũng hung hãn không có gì. Anh Tuấn anh trầm giọng xuống, anh nói chuyện rất là bình tĩnh. Ảnh mới khuyên anh Quân á là anh Quân ơi, anh hiểu lầm em rồi. Bữa hôm đó đó là chị dâu nè bị đau bụng, chỉ gọi điện chỉ nói với em là trời chỉ đau chỉ chịu không nổi mà toát mồ hôi hột. Nên là em thấy vậy em lật đật, em gọi điện cho con vợ em á, cho con Lệ. Em gọi thì vợ em ngày hôm đó hơn sau còn trực ca ở trên bệnh viện, mà bác sĩ của vợ em vẫn còn làm ở trển luôn. Cho nên là sau khi nhận điện thoại vậy xong, em liền lật đật là gọi điện cho vợ em báo cái tin, nói vợ em năn nỉ cái người bác sĩ mà vợ em đang làm đó, nhờ bác sĩ nán lại một chút. Rồi em mới bắt đầu là bắt taxi qua bên nhà. Em đón Tâm, em dìu Tâm ra xe taxi đưa Tâm lên bệnh viện. Ở trên đó có vợ em, có bác sĩ của vợ em luôn. Lên trên đó có vợ em coi chừng khám bệnh luôn này kia, lo hết xong xuôi. Bây giờ anh không tin thì anh hỏi thằng Lệ vợ em đi. Anh hỏi đi rồi anh biết à, bữa hôm đó là cái ca trực của vợ em mà. Thì bây giờ cái gì, ngay tại đó có chị vợ luôn, chị Lệ. Chị cũng đã xác nhận với anh Quân rằng là tối ngày hôm đó, chiều tối ngày hôm đó là cái ca trực của chị, chỉ trực từ chiều đến tối. Chỉ còn gọi điện là cho bác sĩ đã khám bệnh cho chị Tâm nữa, để cho anh Quân ảnh đối chất luôn. Tại vì cái người bác sĩ đó là cái người mà chị Lệ đã làm cho người bác sĩ lâu năm rồi, nên là cũng chỗ quen quá vô. Nhờ cái người bác sĩ đó gọi là xác nhận cho anh Quân biết là cái người bác sĩ đó đã khám bệnh, chữa bệnh cho chị Tâm ngày hôm đó. Và dĩ nhiên lúc này anh Quân ảnh thấy vậy là anh đâu còn biết nói gì nữa. Ông nội này ông sai rành rành rồi quý vị không? Thế là không nói gì được cả. Thì lẽ ra lúc này cái vẻ mặt của ổng nó đầy xấu hổ, ổng bỏ đi. Lẽ ra lúc này xấu hổ bỏ đi rồi thì mình phải thấy được rằng cái sự ghen tuông bóng gió nó không có một cái bằng chứng chứng cớ gì xác thực, là cái điều đó gọi là trò đùa của con nít quý vị không? Mình phải coi lại bản thân của mình, tại sao mình là đường là một cái người ngày xưa cũng là chủ một doanh nghiệp mà tại sao mình cư xử lỗ mãng, cư xử một cách gọi là còn thua một đứa con nít như vậy. Mình phải coi lại, rồi mình phải coi lại là gì? Chung quy là vì cái tính nóng nảy của mình mà nó làm cho mình sai thì mình phải tém bớt cái nết lại quý vị không? Rồi vợ mình từ đầu cuối không có làm gì sai, chỉ là mình cái sự gì quan tưởng của mình mà ra, mình phải tém lại. Thế nhưng mà ông này ông không vậy quý vị. Chứng cứ bây giờ đầu tiên mà anh Quân ảnh tìm được nó không có sức thuyết phục, tức là chứng cứ đầu tiên đó là những cái tấm hình mà chụp giữa anh Tuấn với lại chị Tâm ở trên taxi đó. Thì bây giờ cái chứng cứ đầu tiên đó nó không có sức thuyết phục quý vị. Nhưng mà trong lòng lẽ ra lúc này ảnh phải thấy là ảnh ăn năn có lỗi, tại vì một bên là người em kết nghĩa luôn giúp đỡ đần cho gia đình của mình, vậy mà mình lại lấy oán báo ơn, mình lại nghĩ xấu cho cái người em kết nghĩa. Lẽ ra ông phải thấy ông cắn rứt lương tâm. Rồi một người vợ tàu khang, một người vợ chung thủy thủy chung, mà mình lại đi lấy bụng ta suy ra bụng người. Mình đào hoa thì mình nghĩ ai cũng như mình, rồi mình lại nghĩ vợ mình xấu xa. Lẽ ra ảnh phải thấy ăn năn có lỗi đúng không quý vị? Thế nhưng mà lúc đó ổng quay trở về, trên cái đường mà ổng từ chỗ nhà anh Tuấn trở về nhà thì anh Quân quý vị ảnh vẫn không nguôi cái sự mà tức giận trong lòng. Cái lòng oán hận của anh Quân vẫn chưa thể nào vơi đi được, bởi vì ảnh nghĩ ở trong đầu là bảo đảm là hai người này có lén phén, nhưng có thể là hai người này khéo quý vị không, cho nên là chưa ai biết. Cái tháng 7 năm đó, cái xưởng giày mà anh Quân với một người bạn trong thời gian vô Sài Gòn làm, ban đầu làm công, sau đó là hùng hạp với người bạn làm mở ra một cái xưởng giày nhỏ ở trong Sài Gòn luôn, nằm ở bên quận 12. Tuy nhiên thì cái xưởng giày nhỏ này mới vừa mở ra làm hoạt động cũng chưa được bao lâu thì bây giờ nó bị giải thể, không bị tan rã, vì là do là cái người bạn đó là cô lối xón đồi mè lào. Trong quá trình giữa hai người hùng hạp với nhau, cái người bạn đó giữa chừng là muốn rút vốn, rồi đôi bên nói chung có nhiều cái tranh chấp, rồi cuối cùng người đó là cái gì rút tiền, chấp nhận là rút lỗ luôn, rút đổ rút tháo, tại vì người đó kẹt tiền, cái người bạn đó kẹt tiền, rút đổ rút tháo luôn. Thì thành ra một mình anh Quân chàng giới nguyên cái xưởng, không chàng giới nổi quý không? Bởi cho nên là cái xưởng cuối cùng đã lại một lần nữa là tan rã, không làm nữa, không còn cách nào khác. Bây giờ thật sự mà nói, công việc hồi đó mình đi làm công cho người ta đang tốt thì mình lại nghỉ, mình chuyển qua làm chủ. Nhưng bây giờ mình làm chủ nó không thành công thì bây giờ lại quay trở về con số 0 quý không? thì anh Quân này anh mới thấy là bây giờ lại trở về gì gầy dựng sự nghiệp lại từ đầu. Anh quá là chán nản cái kiểu mà gầy dựng sự nghiệp ngay từ đầu như thế này, mà trong khi bây giờ tuổi tác cũng đã cao, có gì không? Ảnh đã nản rồi và ảnh thấy là ở Sài Gòn nó cũng thật sự ở đâu nó cũng như ở đâu, nó cũng không khác gì nhau cho lắm. Thôi thì bây giờ thà rằng ảnh quay trở về ngoài Bắc đi. Tại vì dù gì ảnh về ngoài Bắc á thì ảnh sẽ gần vợ con ảnh, ảnh cũng tiện quan sát theo dõi con vợ ảnh. Còn ở Sài Gòn này bây giờ gầy dựng sự nghiệp lại từ đầu thì lại phải tiếp tục cái cảnh xa vợ xa con, rồi vợ lỡ lén phén cắm sừng cho mình nữa. Nên ảnh quyết định là quay trở về Bắc quý vị. Khi mà cái tâm lý chán nản nó tới cái cực độ rồi thì cái anh Quân này ảnh thường xuyên khi mà trở ngoài Bắc, về ngoài Bắc rồi đó, thì cái lẽ ra gần vợ gần con mình phải bù đắp cái khoảng thời gian mình xa vợ con nhiều. Tuy nhiên thì lúc này tâm lý của ảnh làm ăn thì nhớt nhát. Rồi bây giờ nghĩ trong đầu vợ mình cắm sừng, phải không? Mà không ai khác lại là chính với thằng em kết nghĩa mình nữa. Trong đầu ảnh cứ nghĩ vậy không đó. Cho nên là ảnh chán nản và thường xuyên cãi nhau với chị Tâm, kiếm cớ cãi lộn vợ hoài luôn. Mà toàn cãi nhau vì những cái sự vô lý, vô tình, vô nghĩa của anh Quân. Nó đã làm cho chị Tâm rất là đau lòng và tuyệt vọng quý vị. Không còn chút hy vọng ở cái người chồng này nữa. Ngày hôm đó chị Tâm mới nói với anh Quân rằng: anh á, có còn là một người đàn ông nữa không anh? Em nói thiệt, phải chi á, mà giá như anh được một nửa của anh Tuấn thôi. Anh Tuấn á, là một người chồng biết yêu thương vợ con, biết giúp đỡ người khác. Phải chi anh được một nửa phần của anh Tuấn thì được biết mấy. Em không cần á, anh làm ông to bà lớn, làm chủ cơ sở này, chủ kinh doanh công ty kia, không cần. Cái em cần là miễn sao anh cư xử với vợ con, anh yêu thương vợ con đúng mực. Rồi anh có thể là làm một cái công việc gì đó ổn định cuộc sống. Công việc đó nó có đạo đức là được rồi. Chứ em không có cần mà anh phải làm chủ, làm công ty, làm này công ty kia làm chủ đâu. Thì cái chị Tâm này chị cũng chẳng qua là chỉ thật ra chỉ đem chồng ra so sánh như vậy. Thời điểm đó nó hơi nhạy cảm, quý vị không? Cũng là câu nói nhưng mà chỉ lại đem chồng mà mình ra so sánh với cái thằng em kết nghĩa. Trong khi đó thời điểm trước đó chị đã biết là anh Quân đang ghen rồi, ghen chỉ với lại cái anh Tuấn rồi. Thì bây giờ chị không nên nói câu đó, đúng không quý vị? Bởi cho nên là chị này chị cũng không có được khéo nữa. Trong cái lúc mà chị giống như cũng giận quá, chị mất khôn, người ta nói giận quá mất khôn mà, chị mới vô tình nói cái câu đó ra đi. Thì nói câu đó là trúng ngay tim đen chứ gì nữa quý vị. Lúc này anh Quân ảnh mới nghe là trời đất ơi, tại sao lại còn nhắc tới thằng Tuấn ngay trước mặt nữa. Ảnh mới bắt đầu sôi sục ở trong lòng lên, ảnh mới chửi con vợ, ảnh chửi chị Tâm, ảnh nói là: cô đừng có nói tốt cho thằng Tuấn trước mặt tôi. Bởi vì á, nó và cô đã cắm sừng lên đầu của tôi, cho nên mới gây ra cho tôi một cái vận đen như bây giờ. Tôi làm ăn thô lỗ từ ngày tôi lấy cô. Rồi bây giờ tôi làm ăn nhớt nhét ở trong Sài Gòn là vì cô với nó lăng nhăng. Tôi đang muốn tính sổ với hai người bây giờ mà tôi tính sổ chưa được, tại tôi chưa tìm được bằng chứng. Nhưng mà bây giờ chính vì cái điều hai người lén phén vậy mà bây giờ cô còn đứng đó dạy đời tôi, còn đem tôi ra so sánh với cái thằng nhân tình của cô, phải không? Thì anh Quân và anh chửi chị Tâm vậy, anh nói vậy đó quý vị. Bây giờ là bao nhiêu lỗi lầm, làm ăn thất bại, ảnh không nghĩ rằng đó là do năng lực bản thân ảnh nó có hạn, mà ảnh lại nghĩ rằng là vợ ảnh là cái người làm cho ảnh làm ăn nhớt nhát, không? Vợ ảnh là cái người làm ảnh như vậy. Tôi lấy cô xong là tôi làm ăn, cái xưởng giày của tôi ngoài Bắc nó sa sút. Hồi đầu là xưởng giày tôi làm ăn ngon lành lắm. Từ ngày tôi lấy cô xong, xưởng giày ngoài Bắc của tôi nó sa sút luôn. Tôi vô trong Sài Gòn thì bây giờ xưởng giày trong Sài Gòn tôi á, hồi đầu làm cũng khá khá. Tới chừng cô với thằng Tuấn lăng nhăng xong xưởng giày tôi nó nhớt nhát luôn. Là có phải là cô với thằng Tuấn đem tới tôi giận đen không? Bây giờ ổng đổ trút lên cái lỗi của ổng, cái lỗi của ổng, cái năng lực yếu kém của ổng thì ổng lại đổ trút lên đầu người khác. Quý vị biết không, cái này cũng là một cái căn bệnh tâm lý nha quý vị. Trong tâm lý học đây cũng là một cái tâm lý bệnh đó quý vị. Thì theo như là mình phân tích sâu về tâm lý học quý vị, đây là một cái chứng gọi là chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, hay còn gọi là ASPD. Đây là một cái chứng mà con người khi mà rơi vào cái căn bệnh này, họ sẽ luôn cảm thấy những cái việc họ làm là đúng, còn đối phương luôn luôn là sai. Những người khác xung quanh đều là sai, đều là ngu xuẩn, chỉ còn mình họ khôn, họ thông minh và họ làm đúng thôi quý vị. Và thông thường họ sẽ luôn có cách để họ bào chữa cho nó hợp lý hóa những cái hành vi của họ, để cho người khác nghĩ là họ đúng. Họ có cách để mà thao túng tâm lý. Thành thử ra quý vị, đây cũng là một cái bệnh chứng của một cái, khi mà phân tích sâu về tâm lý học, đây cũng là một trong số những bệnh chứng nguy hiểm quý vị nha. Những người rơi vào cái chứng bệnh này thực sự là những cái thành phần nguy hiểm của gia đình cũng như là ngoài xã hội. Thì trong đây quý vị, cái nhân vật của anh Quân này, ảnh là có cái chứng này quý vị không? Ảnh luôn thấy là ảnh đúng không à, người khác sai. Ngay cả người ta đúng rành rành ra đó, người ta giúp ảnh rành rành ra đó, vợ ảnh trong sạch rành rành ra đó, nhưng mà đối với ảnh luôn luôn là tất cả là điều sai. Chẳng qua người ta đang muốn che đậy, người ta đang muốn là hại ảnh không. Thì đây quý vị, đây là một cái chứng bệnh tâm lý khá là nguy hiểm. Và thường những người này đỉnh điểm, họ thường hay đưa ra những cái phán đoán cực kỳ nguy hiểm quý vị. Thì khi mà cái anh Quân này ảnh chửi vợ ảnh xong, thì chửi xong rồi thôi đi, ảnh còn lại dở lại cái trò cũ như ngày xưa, đó là thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Ngay lúc đó quý vị thì chị Tâm chỉ bị chồng mình á thụi cho một cái, chị té xuống dưới đất. Tức là đau quá chị ôm bụng té xuống dưới đất quý vị. Thì cái anh Tuấn khi mà biết được cái chuyện, một lần nữa cái người anh kết nghĩa lại dùng bạo lực với vợ của mình. Nên ngày hôm đó sau khi hết giờ làm việc, anh Tuấn ghé sang bên nhà của anh Quân, khuyên bảo anh Quân. Lúc đó thì anh Quân nổi cơn ghen lên, mới chỉ thẳng vô mặt của anh Tuấn và chửi: mày là cái thằng tiểu nhân, nhân lúc á là tao không có nhà, mày nghe tao nói là nhờ coi chừng giùm vợ tao, rồi mày quất luôn vợ tao, mày tư thông với vợ tao. Khi mà nghe như vậy quý vị, anh Tuấn này lúc này anh mới giải thích. Anh nói là anh không có được mà ngậm siro phun người, thấy không, cái này là NEWS 10 là siro không à. Anh không được ngậm siro phun người. Em với lại chị dâu hoàn toàn trong sạch, anh đừng có nhục mạ vu oan người ta như vậy. Nếu không á là em, anh này đánh cảnh sát mà, anh nói là nếu không á là em cũng không có khách khí với anh đâu, em sẽ kiện anh á. Thì tại vì anh này làm cảnh sát nên anh nói vậy. Thế là cái chị Tâm này chỉ mới sợ lỡ đâu hai anh em hồi nào giờ chưa bao giờ chỉ có lời qua tiếng lại, chứ chưa bao giờ có cái sự ẩu đả quánh nhau. Lỡ đâu bây giờ hai anh em sức mẻ tình cảm quánh nhau thì chị Tâm cũng thấy có lỗi, tức là cũng cảm thấy tội cho anh Tuấn nữa. Nếu mà bị anh Quân quánh thì cũng tội cho anh Tuấn nữa. Tự nhiên anh Tuấn không làm gì hết mà bị anh Quân quánh. Chị Tâm mới thấy vậy lo, mới chạy vô can, mới kéo anh Tuấn ra bên ngoài. Và sau cái lần cãi nhau lần đó xong, anh Tuấn á, quyết định là không có đá động gì tới cái gia đình của anh Quân với lại chị Tâm nữa. Không, mỗi lần mà có chuyện gì cũng không có muốn đụng tay vô, mắc công hồi nữa anh Quân anh ghen tuông. Nhưng mà bây giờ ngặt nổi quý vị, chị Tâm chỉ lại coi anh Tuấn như một người anh trai ruột thịt. Trong mắt của chị Tâm á, là hễ mà có anh Tuấn đứng ra che chở là chị Tâm cảm thấy rất là an lòng. Tại vì tuổi tác chị Tâm là nhỏ hơn anh Tuấn, nhưng mà xét trên cái cương vị là vợ của người anh kết nghĩa thì anh Tuấn ảnh cả nể, ảnh kêu là chị dâu thôi quý vị. Chứ thật ra là cái chị Tâm này nhỏ tuổi hơn cả anh Tuấn nhiều mà. Bởi vậy cho nên cái cô này trong lòng cô nghĩ là có anh Tuấn giống y chang như có một người anh trai ruột thịt bên cạnh bảo vệ cho em gái. Thành ra là lúc đó mặc dù anh Tuấn không có muốn nhúng tay vô trong gia đình của anh Quân với chị Tâm, nhưng mà cái cô này cô vẫn cứ muốn là giống như là chèo kéo. Có việc nhỏ việc lớn gì cổ cũng muốn là giống như là qua bên nhà kể lể với vợ chồng anh Tuấn, rồi mong là anh Tuấn có thể giúp đỡ, khuyên đồ giúp đỡ. Và tối ngày là chị Tâm cứ qua bên nhà kể khổ, phải không, kể khổ với lại vợ là chị Lệ, kể khổ với chị Lệ, năn nỉ chị Lệ, nhờ chị Lệ nói với anh Tuấn là hãy giúp đỡ cho chị đi, giúp chị đồ này kia. Những cái lần như vậy quý vị, để tránh phiền hà thì anh Tuấn chỉ là để cho mình vợ mình ra mặt giải quyết thôi, còn anh Tuấn là chỉ đứng phía sau hỗ trợ. Cái ngày hôm đó là ngày 11 tây tháng 11. Quý vị thấy con số cũng đẹp à, 11 tháng 11. Thường ta nói là 11 á là 4 cái số 1 này, người ta gọi là số này là số của thiên thần đó quý vị. Thế nhưng mà ngày hôm nay nó lại không phải là ngày tốt. Ngày hôm đó là ngày 11 tháng 11. Anh Quân ảnh đã ép chị Tâm là phải đưa cho ảnh 1,5 tỷ. Ở đâu mà chị Tâm có 1,5 tỷ này? Bởi vì là anh Quân ảnh nghe nói đâu là chị Tâm cha mẹ chị Tâm có một miếng đất để lại chị Tâm, ảnh mới nói là bây giờ em bán miếng đất đưa tôi 1,5 tỷ. Chị Tâm mới hỏi làm chi, thì cái ông Quân này ông mới nói là đưa cho tôi để tôi có tiền tôi đi mua một chiếc xe tải. Chị Tâm chỉ mới nói là em đâu có tiền, đất là cha mẹ cho em phải để đó để hộ thân, tự nhiên không anh kêu em đi bán, thấy không, em không có tiền, bây giờ nếu mà em không bán đất thì em không có tiền gì để em giúp anh đâu. Lúc đó anh Quân này anh mới trợn mắt lên quý vị, rồi bắt đầu là anh dùng tay ảnh mới cú đấm tác giả một lần, coi như là nảy lửa vô trong mặt của chị Tâm. Ảnh mới nói là tại sao chị Tâm không bao giờ giúp đỡ ảnh, chị Tâm là người làm cho ảnh làm ăn thất bại, mà bây giờ ảnh kêu chị Tâm bán miếng đất để có tiền giúp giùm chồng mua chiếc xe tải để chồng có cái làm ăn, thì chị Tâm lại không giúp. Vậy thì ảnh cưới chị Tâm về để làm cái gì? Để ảnh nuôi hả? Để ảnh cung phụng hả? Ảnh chửi vậy đúng gì, xong rồi là bắt đầu ổng thụi bà này một cái, rồi là coi như chị Tâm này là coi như chỉ rụng hết hai cái răng, thấy không? Cái chị Tâm này lúc này quý vị, khi mà mình bị chồng mà thụi lần này tới nỗi là rụng luôn hai cái răng, chị đau quá chịu đời không thấu rồi, bỏ chạy khỏi nhà, chạy mất dép là đúng thiệt luôn, tại vì chạy chân trần luôn, không có dép quý vị, chạy mất dép luôn. Lần này thì chị Tâm trong lòng quyết định là làm gì làm, sẽ ly hôn với cái người đàn ông như thế này, không thể nào sống được nữa. Sau khi chị Tâm bỏ chạy chân không như vậy thì anh Quân này mới tới nhà của chị Tâm, đe dọa cha mẹ chị Tâm. Và ông này ông mới nói là, đồng thời ông gọi điện cho chị Tâm nữa, ông nói là cô trốn ở đâu tôi không cần biết, nếu như mà cô dám ly hôn với tôi thì tôi sẽ xử lý luôn cả gia đình của cô. Lúc đó thật sự mà nói quý vị, chị Tâm chỉ đâu có biết bây giờ phải làm sao, tại vì chỉ thừa biết cái tính của chồng mình, biết tính của anh Quân, nên trong lòng chị Tâm lúc đó cũng vô cùng là sợ hãi. Chị mới thấy vậy là cầu xin là anh Tuấn, là gọi điện qua cầu xin anh Tuấn là bằng giá nào cũng phải khuyên anh Quân giùm, chứ lỡ anh Quân làm cái gì tổn hại gia đình của em thì khổ lắm. Ảnh làm em thì thôi đi, mà ảnh làm gia đình em nữa thì làm sao em sống nổi. Anh Tuấn quả thật quý vị không có muốn là cái người bạn thân thiết, người anh kết nghĩa mấy chục năm trời lại làm ra cái chuyện như vậy sai trái. Trong khi anh Tuấn là cảnh sát thì làm sao có thể chấp nhận người anh mình làm cái chuyện như vậy, thấy không, sai trái như vậy. Đành một lần nữa anh Tuấn dằn lòng, phải một lần nữa quý vị muối mặt qua bên nhà để khuyên anh Quân. Nào ngờ đâu mới vừa nói được có mấy câu thì anh Quân liền đuổi anh Tuấn ra khỏi nhà. Tưởng đâu vậy thôi quý vị, ai ngờ đâu ông nội ông Quân này ổng còn gọi điện cho anh trai của chị Tâm. Ổng giả bộ ổng nói là bây giờ chị Tâm ở bên nhà, bây giờ là nếu mà muốn mà giống như dẫn chị Tâm về bên nhà thì hãy qua bên nhà của ổng đi để đưa chị Tâm về nhà. Tức là ổng giả bộ ổng nói là bây giờ chị Tâm quay trở về nhà rồi, vợ trở về nhà của ổng, trở về nhà vợ chồng á. Bây giờ anh trai của chị Tâm nè, ổng gọi điện anh trai chị Tâm nói là giờ em của anh về bên nhà của tôi rồi, anh có muốn là chuột em anh, dẫn em anh về bên nhà bên kia thì tôi muốn là anh phải qua tận nhà của tôi để anh dắt vợ tôi về bên kia, chứ tôi không có muốn cho cổ đi một mình, lỡ biết đâu cổ đi cổ không về nhà của cổ mà cổ đi đâu sao. Thì cái người anh vợ này quý vị thấy vậy, bây giờ em mình ở bên kia nó bị thằng này vũ phu nữa, cho nên người anh vợ này mới thấy vậy là thôi nếu vậy thì nếu mà nó về anh bển rồi để anh chạy qua anh đón nó. Cái thế là ông anh vợ này ông đinh ninh vậy quý vị, ông chạy qua ai ngờ đâu bị ông nội ông Quân này ông lừa. Tới chừng mà cái người anh vợ vô trong nhà, ông khóa trái cửa là ông nhốt, ông không cho ông anh vợ đi quý vị không. Gọi là cái này là gọi là coi như là ông nhốt người ta, nhốt lỏng người ta ở trong nhà. Biết cái chuyện đó quý vị, cả nhà của chị Tâm vội vàng là gọi điện báo cho cơ quan. Sau khi cơ quan vào cuộc thì lúc này người ta đã truy ra được và người ta đã coi như là dĩ nhiên là bắt ông Quân rồi. Thế là lúc đó quý vị, ông Quân ông đang trốn ở nhà chị gái của ổng ở một cái tỉnh khác, và khi đó thì người ta mới bắt ông Quân. Rồi thì sau đó mới bắt đầu thả cái người anh trai của chị Tâm ra. Và ông Quân bây giờ ông đã bị phạt ủ tờ là hết 3 năm trời. Chị Tâm chỉ trong thời gian đó cũng quyết định là đệ đơn ly hôn với cái người chồng mà bất nhân như thế này, không có nhân tính. Chị mới đệ đơn ly hôn với anh Quân với lý do là người chồng này đã dùng những cái hành vi gọi là bạo lực gia đình với chị và ngược đãi mẹ con chị. Dĩ nhiên lúc đó là bên tòa người ta mới thấy vậy là đưa ra cái phán quyết rằng là cái đứa con của chị Tâm nó sẽ theo mẹ luôn để chị Tâm nuôi dưỡng. Về phần tài sản nhà cửa của anh Quân, nó là tài sản chung của vợ chồng, thì bây giờ khi mà anh Quân anh vô trong kia rồi, tài sản nhà cửa đó để lại cho hai mẹ con của chị Tâm. Cái đó gọi là bù cho cái khoản thiệt hại về mặt tinh thần, quý dòng chi phí bù vào cái khoản thiệt hại tinh thần, cũng như là đó là mọi chi phí cấp dưỡng để nuôi con cho tới sau này con trưởng thành. Thì coi như là căn nhà và tài sản hiện có của anh Quân là đưa qua cho chị Tâm là để như vậy đó, để sau này anh Quân khỏi cần trợ cấp gì cho con hết á, là những cái khoản tiền đó là sau này để chị Tâm nuôi con, lo con, rồi nhà cửa cũng vậy. Thế là bây giờ quý vị, chị Tâm ra đi nhưng mà không có tay trắng, chỉ ra đi nhưng mà chỉ có con và có nhà cửa, có tài sản. Trong khi đó cái ông nội ông Quân này thì ông vô trong ủ tờ và ông không có một cái gì trong tay. Thời điểm đầu khi mà anh Quân ảnh vô trong ủ tờ rồi thì bây giờ bên ngoài mặc dù là nhà có đó, tài sản có đó, nhưng mà bây giờ chị Tâm cũng phải kiếm cho mình một cái việc gì đó để làm chứ. Chứ bây giờ không lẽ cứ lấy tiền ra ăn hoài, không lẽ vậy rồi mai mốt nó cũng mai một thôi. Nên thành ra phải kiếm một cái gì đó làm. Anh Tuấn thời điểm đó biết hoàn cảnh hai mẹ con neo đơn nên đã bỏ qua những cái lời vu khống nói tầm bậy của anh Quân trước đây, toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho cái người chị dâu này, tức là thay cho anh Quân ông chăm sóc vợ con của ảnh. Năm đó thì cái đứa con của anh Quân với chị Tâm năm đó được 6 tuổi. Và cái người mà giúp giùm cho đứa con của chị Tâm được nhập học là anh Tuấn. Anh Tuấn á, là coi như là chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ người nhập học cho con của chị Tâm. Vào những cái ngày lễ Tết á, thì còn đưa cái đứa bé này nè đi công viên chơi. Cha mẹ của anh Quân á, thì năm nay là hơn 80 tuổi và trong người có mang một cái căn bệnh là tiểu đường cộng với là cao huyết áp. Giọng thứ thường tiểu đường nó hay đi đôi lắm. Mỗi lần á, thì ba mẹ của anh Quân này tái phát bệnh lên. Bất kể là trời nắng hay trời mưa, dù là ngày hay là đêm, thì anh Tuấn ảnh cũng lập tức ảnh có mặt tại nhà để mà đưa hai ông bà này tới bệnh viện. Nhờ vợ của ảnh là chị Lệ tìm giùm một cái người bác sĩ tốt tốt về cái khoa đó để mà chữa trị cho ba mẹ của anh Quân. Quý vị thấy bây giờ anh Tuấn anh tốt vậy, vợ anh cũng tốt vậy quý vị thấy không? Gọi là bây giờ thời buổi bây giờ mà mò kim đáy biển mới kiếm ra được một người bạn, một người anh em kết nghĩa mà tốt thật sự vậy quý vị nha, chứ thật sự là hàng hiếm đó. Không những vậy, mỗi lần mà anh Tuấn ảnh lãnh lương thì anh Tuấn lại trích ra là vài trăm ngàn gửi cho anh Quân ở trỏng, không gửi cho ông nội ông Quân này ở trong ủ tờ nè, đưa cho ổng để ông có mấy vài trăm ngàn, ông để ông dằn túi ở trỏng để mà ảnh á, anh Quân này nè, ảnh có cần mua sách báo gì đó, tạp chí thì ảnh mua. Song song bên cạnh đó thì anh Tuấn còn viết lâu lâu gửi vô mấy cái lá thư giống như là thư động viên, em kết nghĩa gửi cho anh trai kết nghĩa vậy đó, gửi vô động viên anh Quân, nói anh Quân là cố gắng, là mình hãy kỷ luật tốt để mình sớm mình được giống như là được tha ra ngoài. Thỉnh thoảng thì anh Tuấn ảnh lại đưa con của anh Quân á tới thăm, khiến cho anh Quân những cái lúc đó sưng sưng nước mắt nhìn con mình nó ngày một lớn. Tuy rằng anh Tuấn đã cố gắng dùng tình thân để mà đánh thức lương tâm của anh Quân, nhưng trong lòng của anh Quân á, thì vẫn có những cái suy nghĩ sai lầm. Anh Quân đã cho rằng là anh Tuấn đang giả vờ làm những cái chuyện như vậy nhằm là muốn che đậy đi cái tâm địa xấu xa bỉ ổi của anh Tuấn ở bên trong, và cũng như coi như đó là cái khoản bù đắp cho cái việc là anh Tuấn đã cướp đi vợ của người anh kết nghĩa, cho nên Tuấn mới phải đối xử tốt với ảnh như vậy thôi, giống như cảm thấy có lỗi nên đối xử tốt thôi. Rồi thì sang đầu năm đó quý vị, sau cái Tết ăn Tết xong thì anh Quân ảnh đã được ủ tờ ra. Lúc này do là lo sợ chồng cũ quấy rối mình cho nên chị Tâm chỉ mới thấy vậy là đưa cái đứa con gái nè tới ở một cái căn nhà thuê nằm ở khu vực ngoại ô. Và thật sự mà nói, trong thời điểm đó khi mà anh Quân này ảnh được thả ra ngoài quý vị, ảnh liền tới tìm anh Tuấn để mà đòi vợ ảnh. Ảnh cứ tưởng đâu là chị Tâm đang ở bên nhà anh Tuấn không à, qua tìm vợ. Anh Tuấn ảnh thấy là anh Quân sao mà vô lý, vô trong đó hết gần 3 năm trời mà chưa biết sợ quý vị không. Nhưng mà suy đi tính lại thì chung quy có thể là vì anh Quân á thương vợ, rồi xa vợ xa con, ở trong kia cũng có nhiều cái thiệt thòi, cho nên là thôi kệ đi, ảnh mới ra mà. Anh Tuấn cũng du di cho qua. Và rồi một cái ngày đó nó rơi vào tháng 6, tức là giữa năm. Sau mấy tuần lễ tìm kiếm, cuối cùng thì cũng tìm được chị Tâm. Anh Quân ảnh cứ bám lấy chị Tâm giống y chang như là một cái đứa mà giống như là bị bất bình thường về mặt tâm lý mà. Nó cứ đi theo vợ hoài mà đã ly hôn rồi. Và đòi vợ phải bồi thường tổn thất cho mình, tổn thất danh dự lẫn là tổn thất tinh thần cho mình. Chị Tâm chỉ mới nhìn anh Quân theo kiểu mà sợ hãi, không ngờ rằng chồng lại có thể mở miệng nói những cái điều đó. Ảnh là người sai thì pháp luật xử lý ảnh. Thế nhưng mà khi ảnh ra thì ảnh lại đổ trút lên đầu, ảnh nói là tại mình, thấy không? Bây giờ mình phải bồi thường cho ảnh. Quý vị thấy ông này ông bị bệnh ASPD không? Rối loạn nhân cách chống đối xã hội, quý vị thấy rõ ràng không? Cái này gọi là cái chứng bệnh rõ ràng đó quý vị, nó có bệnh thiệt à, chứ nếu mà không nói bậy đâu. Thì bây giờ là rõ ràng là ông này, ổng làm sai. Sau đó ổng mới bị coi như là ổng đi nhốt lỏng anh vợ, ổng làm sai, ổng mới bị ủ tờ xong ra rồi vẫn chưa biết sợ, vô trong đó kỷ luật đồ dư chưa biết sợ ra, vẫn đổ trút lên đầu nói là tại vợ ổng mới bị vậy, bây giờ vợ phải bồi thường tổn thất tinh thần danh dự cho ổng. Ông này ổng bị tâm lý bệnh nặng lắm quý vị, thành phần nguy hiểm đó quý vị à. Thế là bây giờ chị Tâm chỉ nhìn anh Quân chỉ quá sợ đi, chỉ liền bốc máy gọi điện cho cơ quan. Anh Quân ảnh lúc này thấy vợ bốc máy lên ảnh sợ quá. Ảnh sợ cái cảnh mà một lần nữa lỡ anh bị mà bốt nhắc vô kia nữa, không? Ông sợ bốt nhắc vô kia nữa nên ông lập tức là ba giò ba cẳng bỏ chạy. Sau cái lần đó thì chị Tâm hớt hải mới đi tìm gặp vợ chồng của anh Tuấn và chị Lệ, và quyết định là thương lượng tìm cách để mà thoát khỏi cái người mà bị bệnh này, không? Thoát khỏi cái người chồng bị bệnh này. Anh Tuấn ảnh thấy vậy anh mới hẹn anh Quân, hẹn gặp anh Quân ra bên ngoài mấy lần để mà nói chuyện riêng. Tuy nhiên thì anh Quân cứ từ chối. Ngay cả cái chuyện là anh Tuấn rủ anh em lâu ngày gặp lại, sau khi anh Quân ở trỏng đi ra thì bây giờ chưa có lần nào anh em được ngồi xuống với nhau uống vài chai bia bây giờ em mời anh ra quán, hai anh em ngồi uống vài chai. Ông Quân cũng từ chối không chịu đi, và ông nói rằng là ông không muốn gặp anh Tuấn, không muốn nghe lời gì anh Tuấn nói hết. Cuối cùng thì anh Tuấn ảnh đành là phải gom được một cái số tiền là khoảng 50 triệu. Ảnh đưa cho chị Tâm. Ảnh mới nói chị Tâm là, ảnh kêu chị Tâm là bây giờ chị Tâm lấy cái số tiền 50 triệu này nè, đưa cho anh Quân đi, để cho nó yên ổn, cho nó qua câu chuyện, để anh Quân có chút đỉnh tiền dằn túi khởi nghiệp. Ngoài ra thì anh Tuấn còn tìm cơ hội cho anh Quân làm công việc. Là bây giờ anh Quân bây giờ xa đâu có biết làm, mà giờ đang có gì, đang có một cái vết nhơ về đạo đức nữa. Cái thế là bây giờ anh Tuấn chỉ có cách là giúp anh Quân đi làm trông coi cái bãi giữ xe mà ngay chỗ mà cái trung tâm thương mại thôi. Sau rất nhiều những cái cố gắng của gì, anh Tuấn ảnh cảm thấy là thất vọng. Ảnh mới nói với tâm sự, với nằm đêm tâm sự chị Lệ vợ của ảnh rằng tại sao anh buồn quá vợ ơi, anh giúp bạn mà anh đánh mất hết tất cả cái lòng tự trọng của anh luôn. Thế mà bây giờ tại sao anh Quân lại cứ luôn nghĩ xấu về anh vậy vợ? Thì chị Lệ này chị cũng buồn lắm, chị cũng giận lắm, chị mới khuyên chồng thôi kệ đi anh, nếu mà anh Quân ảnh cứ nghĩ xấu mình hoài vậy thôi khỏi luôn đi anh. Anh từ bỏ đi, anh đừng có giúp gì nữa. Chị Lệ chị cũng tức quá, chị nói vậy quý không? Tuy nhiên cái bản tính thiện lương này, cái bản tính mà của người học võ rất là trượng nghĩa này, cuối cùng anh Tuấn lại suy nghĩ biết đâu nếu mà bây giờ anh tìm được một người phụ nữ nào khác để khỏa lấp về cái vấn đề sinh lý cho anh Quân hoặc là có thể là vun vén gia đình mới cho anh Quân yên bề gia thất, rồi thì biết đâu anh Quân tâm lý sẽ tốt hơn. Và anh Quân sẽ không có đi tìm chị Tâm là vợ cũ nữa, không có quấy rối vợ cũ nữa. Thế là sau khi nằm đêm tâm sự vợ xong thì anh Tuấn này anh mới tìm khắp nơi hết, qua những cái mối quan hệ nữa, bạn bè đồ bên ngoài, ảnh tìm kiếm. Cuối cùng ảnh đã biết được là có một cô công nhân này từng ly dị chồng, và cô này có tên là chị Điềm. Ai cũng kêu cổ là chị Điềm, chị Điềm Và thế là sau đó gì, khi mà nói chuyện với nhau thì anh Tuấn cũng nói thật về cái người anh kết nghĩa là anh Quân, cái tiểu sử lai lịch là như vậy đó, hỏi chị Điềm có đồng ý chịu lấy không. Chị Điềm này là người phụ nữ đã ly dị chồng cũng đã nhiều năm, thế nhưng mà không lập gia đình mới, vì là chị này cũng không có được đẹp cho lắm, mà lại thêm cái nữa học cũng không có cao, tuổi tác thì cũng đã cứng rồi, nên là cũng không có ai lấy chị. Bây giờ thuộc dạng như là chị đang ở một mình thui thủi, chị cũng đang muốn lấy một người chồng nào đó để chị yên phận khi về già. Khi mà nghe anh Tuấn nói vậy quý vị, chị chấp nhận luôn. Bây giờ chị chỉ có thể là lấy một người cũng phải có một cái tì vết gì đó thì người ta mới chịu lấy cái người như chị, nên chị chấp nhận lấy anh Quân luôn. Tuy nhiên thì thời điểm đó chị nói là chị muốn gặp anh Quân, tìm hiểu anh Quân trước. Và rồi quý vị, sau đó thì tình yêu bắt đầu nó đã làm thay đổi cuộc sống của anh Quân. Anh Quân khi mà gặp được cái chị Điềm này, hai người nói chuyện này kia, chị Điềm chủ động nhắn tin cho anh Quân, hai bên liên lạc, rồi sau đó nói chuyện trao đổi nhiều lần thì rủ nhau ra ngoài gặp mặt. Anh Quân khi mà nói chuyện ở trên mạng, sau đó gặp chị Điềm bên ngoài thì anh Quân cũng nảy sinh tình cảm. Và cứ tưởng đâu đây là một mối tình có thể thay đổi cuộc đời của anh Quân, anh Quân sẽ tốt lên hơn, thì đúng thiệt là tốt lên hơn quý vị. Từ ngày trở thành người yêu nhau vậy rồi thì coi như là nó là một cái động lực giúp cho anh Quân cố gắng chí thú làm ăn. Anh Quân làm việc chăm chỉ hơn, không có còn quấy rầy chị Tâm giống như trước đây nữa. Và rồi một cái ngày hôm đó có một người bạn này là người bạn ngày xưa, đối tác hồi xưa cùng làm với nhau trong cái công việc mà làm xưởng giày Cái người bạn này mới gặp lại anh Quân và muốn là mời anh Quân làm thiết kế cái mẫu giày ở trong nhà máy của họ. Và người ta chấp nhận là anh Quân nếu mà vô làm cho họ đó, họ sẽ trả cho anh Quân một tháng là 30 triệu đồng quý vị. Nếu mà anh Quân đồng ý làm thì cái anh Quân này được cái là ảnh học rất là chuyên sâu về cái ngành làm giày. Thêm cái nữa là ảnh có nhiều kinh nghiệm làm chủ, làm xưởng quý vị. Bởi cho nên người ta đồng ý, người ta mời ảnh về làm. Với lại ảnh làm bên cái khâu thiết kế thì ảnh cũng không có giao thiệp với ai, không có giao thiệp với khách khứa, khách hàng gì cả. Thành ra cũng không có quan trọng cái vấn đề tiểu sử lai lịch, mà bây giờ quan trọng là người ta đang cần một người thiết kế tài giỏi. Thì anh Quân ảnh là một người tài giỏi trong cái ngành đó gì, cái nghề đó. Nên cái người bạn này nè mới mời anh Quân về làm thiết kế cho ảnh. Một tháng cái người bạn này sẽ trả cho anh Quân cái đồng lương là 30 triệu một tháng. Thì anh Quân ban đầu ảnh đồng ý liền luôn. Thời điểm bây giờ đi làm bảo vệ giữ ở bãi giữ xe siêu thị được bao nhiêu tiền đâu, giờ làm 30 triệu một tháng ngon rồi quý vị. Qua đó làm luôn. Tuy nhiên lúc mà thời gian qua đó làm thì ảnh làm, ảnh nghĩ trong đầu là ảnh sẽ làm ở đây được tầm 2 năm thôi, ảnh định vậy nha. Và đúng thiệt quý vị, sau khi mà anh Quân ảnh tính làm việc 2 năm, ảnh định là ảnh sẽ góp tiền, ảnh mua nhà, rồi ảnh sẽ làm đám cưới với lại cái chị Điềm này. Tuy nhiên cái tháng đó là tháng 4, Nhà mẹ ruột của anh Quân á, nằm trong cái diện là quy hoạch, cho nên là anh Tuấn ảnh đã giúp đỡ. Anh Tuấn ảnh làm cảnh sát mà anh mới giúp đỡ giùm, làm các cái thủ tục đền bù. Và cuối cùng là gia đình của anh Quân á, mà anh Quân mới lấy về được cái số tiền là 2,4 tỷ. Thế nhưng mà bây giờ cầm một cái số tiền lớn này ở trong tay, anh Quân lại bắt đầu những cái thói hư tật xấu của mình. Anh Quân đã mua một cái điện thoại đắt tiền, còn bỏ ra là 1,2 tỷ để mua một chiếc ô tô. Cả ngày á, là anh Quân cứ lái xe đi với bạn bè cũ ngày xưa đi quánh bài, rồi sau đó là lại chơi cá cược, bóng đá, rồi mua xổ số vân vân. Một lần đó thì anh Quân mới chơi bài thâu đêm suốt sáng, và đêm đó một ngày một đêm ảnh chơi, ảnh thua hết 80 triệu. Khi mà chị Điềm chỉ thấy á, là cái người chồng mà tương lai của mình nè, không có chịu hối cải. Nhiều lần mình khuyên rồi nhưng mà anh Quân này ảnh không có quan tâm. Nhiều lần khuyên nhủ mà anh Quân ảnh nên dùng tiền vào cái việc có ích đi anh, nào ngờ nghe xong thì anh Quân lại còn chửi chị Điềm rằng á, là chị Điềm muốn cướp số tiền này cho mẹ của chị Điềm phải không. Cho nên là chị Điềm tự ái quá quý vị, chị Điềm mới tức giận bỏ đi, không thèm khuyên anh Quân nữa. Vì dù sao giữa hai người cũng chưa gọi là vợ chồng, chưa có loại gọi là vợ chồng, chỉ là dự tính là sẽ kết hôn thôi chứ chưa. Bây giờ hiện tại chỉ mới là người yêu. Thành ra là khi mà chị Điềm á, chỉ khuyên, thấy anh Quân á, nghĩ xấu về mình nữa. Anh Quân nói là mình muốn á, là giữ tiền đó để mình đem tiền về cho gia đình mình. Nên chị Điềm tức giận quá bỏ đi, không thèm khuyên nữa. Thời gian cứ thế nó trôi qua. 7 tháng sau, ngày hôm đó anh Quân là coi như bây giờ 7 tháng nó đã trôi qua. Anh Quân đã tiêu gần như là hết cái số tiền mà lúc mà thu về cái tiền mà quy hoạch đất rồi, 2,4 tỷ đó gần như là nó tiêu hết trơn rồi, nó không còn. Nên là lúc này anh Quân ảnh mới nghĩ cách là phải kiếm một cái khoản tiền lớn để bù đắp. Và rồi 2 tuần lễ sau quý vị, trong lúc bí bách quá, anh Quân đã chợt nhớ lại là ngày trước chị Tâm vẫn còn một cái miếng đất. Chị Tâm á, nghe nói là miếng đất thời điểm lúc đó kêu chị Tâm bán á, chị Tâm không chịu bán á. Thì bây giờ á, ảnh nghe hình như chị Tâm đã bán rồi, quý vị không? Chị Tâm đã bán được cái miếng đất đó rồi với cái giá là có 1,4 tỷ. Thì bây giờ là coi như là bây giờ cổ đã bán rồi, thì bây giờ 1,4 tỷ đó trong tài khoản của cổ chứ đâu. Nên là anh Quân quyết định là qua quậy chị Tâm nữa, quậy chị Tâm để đòi chị Tâm là cái thời điểm mà cô làm cho tôi bị ủ tờ vậy đó, cô phải bồi thường danh dự và tổn thất tinh thần cho tôi. Bây giờ cô phải đưa cho tôi một nửa số tiền mà tôi đã bán, cô đã bán đất là bây giờ 1,4 tỷ, cô phải đưa cho tôi 700 triệu quý vị không? Ổng lại qua ổng quậy chị Tâm nữa. Em nói thiệt quý vị, chị Tâm chắc cũng kiếp nạn gặp ông Quân đó thiệt. Qua quậy chị Tâm nữa đặng đòi 700 triệu. Lúc đó chị Tâm chỉ đâu biết cách nào, chỉ lại biết chỉ có một cách là gọi điện cho anh Tuấn giúp cho, nhờ anh Tuấn giúp đỡ. Một lúc sau khi mà anh Tuấn qua bên nhà thì nào ngờ đâu khi anh Tuấn vừa mở miệng khuyên, chưa kịp khuyên thì anh Quân liền chửi anh Tuấn và nói rằng những cái việc từ hồi trước tới giờ tao còn chưa tính sổ với mày xong, bây giờ mày lại định là xen vào trong chuyện nhà chuyện cửa của tao. Tiền bạc của con vợ tao liên quan gì tới mày mà mày định xen vô, hay là mày có ba mớ ở trỏng? Anh Quân ảnh nói với anh Tuấn vậy quý vị. Và sau khi nói xong như vậy thì anh Quân ảnh mới lao vào ảnh đớp anh Tuấn luôn. Tuy nhiên nếu mà xét về võ công á thì anh Tuấn ảnh phải cao hơn. Tại vì thứ nhất á là trong thời gian, nếu mà có nói á, trong thời gian ông nội ông Quân ổng đi qua bên Mỹ ông du học, thì thời điểm đó anh Tuấn vẫn học ở ngoài Bắc. Và ngày ngày anh Tuấn vẫn đi theo cái nghề võ này, đam mê luôn mà, học võ đam mê luôn, ngày nào vẫn học, ngày nào vẫn luyện. Rồi sau đó anh Tuấn lại đi theo cái ngành là ngành cảnh sát. Nên thành ra là anh Tuấn ảnh đầy đủ là có gì võ rất là tốt. Ông Quân này thì lâu ngày rồi không có tập nữa. Bây giờ người thứ nhất là gì, sức lực cũng không bằng, thể lực không bằng, lại thêm gì võ công cũng không có cao như hồi xưa nữa. Rồi bây giờ lớn tuổi nữa. Thế là ông Quân nhào vô mà ai ngờ đâu gặp anh Tuấn võ công cao quá. Anh Tuấn ổng quýnh ổng làm sao mà ổng tháo chạy luôn. Tuy nhiên thì trước khi đi thì ông Quân này ổng mới quay qua, ổng nói với anh Tuấn, ổng giới lại ổng nói với anh Tuấn là mày đã hại cả đời của tao, nếu tao mà không xử gì được mày thì tao hứa là tao sẽ không làm người, thấy không? Ông Quân cũng nói với anh Tuấn vậy. Sau đó ông mới bỏ chạy quý vị. Cái chị Lệ nè và chị Tâm nè, khi đó chị Lệ vợ anh Tuấn và chị Tâm này ý thức được rằng cái câu nói đó nó không đơn thuần là đơn giản như vậy. Đặc biệt là chị Tâm chỉ biết cái con người của chồng chỉ là một người rất là bị vấn đề về chắc cà đau, nên là bảo đảm ảnh nói như vậy thì nó sẽ nguy hiểm. Bởi vì cho nên là hai người phụ nữ này mới khuyên anh Tuấn là anh ơi anh đề phòng đi, anh Quân một ngày đó anh sẽ báo thù. Vì vậy đi đâu quý vị, từ ngày đó trở về sau đi đâu anh Tuấn cũng rất là cảnh giác. Mặc dù là anh Tuấn là cảnh sát, anh cũng rất là cảnh giác. Thế nhưng mà người ta nói mà mình ở ngoài sáng, nó ở trong tối làm sao mình biết. Một cái điều mà nó khiến cho anh Tuấn cảm thấy kỳ lạ Là tự nhiên sau cái ngày đó xong đúng không, một tuần lễ sau, tự nhiên anh Quân này bỗng nhiên liên hệ cho anh Tuấn, mời anh Tuấn ra ngoài quán, hai người ngồi bình tĩnh uống rượu nhau. Thì anh Tuấn anh nghĩ thôi kệ, chỗ anh em mà thanh thiên bạch nhật trong quán nhậu nữa, không lẽ anh dám làm gì mình ngay quán nhậu. Nên anh Tuấn đồng ý ra ngoài quán gặp anh Quân. Tại đây anh Quân lại rót bia và nói xin lỗi anh Tuấn, nói rằng là anh hôm bữa anh hơi quá đáng với em, chỗ anh em kết nghĩa mà anh dằn lòng không được, lỡ quá đáng với em, anh xin lỗi em. Và bây giờ ly bia này coi như là anh uống cạn ly, coi như là thay cho cái lời mà anh xin lỗi bằng chính cái thời sự chân thành trong thâm tâm. Đêm hôm đó vì sau khi anh em coi như là hòa hảo lại với nhau, và rồi qua mấy ngày sau thì anh Quân mới thấy vậy lại tiếp tục mời anh Tuấn, là rủ anh Tuấn là đi ăn thịt gâu gâu, phải không? Anh Quân còn xách theo một giỏ trái cây tới nhà của anh Tuấn và nói rằng là những cái việc mà xảy ra từ hồi quá khứ tới bây giờ, từ trước đây tới giờ đều ảnh không đúng, mong rằng là vợ chồng của anh Tuấn và chị Lệ lượng thứ cho. Lúc đó thật sự mà nói anh Tuấn đành biết lần sau giờ thôi kệ, rất là cảm động, vì dù sao chỗ anh em kết nghĩa mà, tình nghĩa nó vẫn quan trọng hơn. Và lúc đó anh Tuấn mới nói với vợ là chị Lệ là thôi em ơi, có gì qua Tết á, sẽ giúp cái người anh này, anh kết nghĩa này nè, tìm một công việc nào khác. Và rồi thời gian trôi qua tới hết cái tháng đó, qua tháng sau, sau khi nhận lương thì cái anh Quân này anh mới mời anh Tuấn đi ăn một lần nữa. Và trên cái bàn tiệc ngày hôm đó, cả hai đã ôn lại chuyện cũ năm xưa, những cái chuyện mà anh em ngày xưa có nhiều kỷ niệm. Có thể là do cái hơi men trong người nó phát tác, cả hai cùng ôm nhau khóc lóc. Nào ngờ đâu đây chính là cái bữa cơm cuối cùng giữa hai người bạn thân tình chiến hữu với nhau. Đêm hôm đó trôi qua trong một cái kiểu mà tình cảm rất là thấm đượm anh em chiến hữu, đúng không quý vị? Thế nhưng mà qua ngày hôm sau 12 giờ đêm ngày hôm sau thì tự nhiên anh Tuấn này đang chuẩn bị giống như là dỗ vô cái giấc ngủ, đang chuẩn bị ngủ thì anh Quân này gọi điện giữa khuya và hỏi anh Tuấn trong cái vẻ giống như là rất là mong anh Tuấn qua bên nhà vậy đó. Gọi điện cho anh Tuấn nói là bây giờ em ngủ chưa, nếu mà chưa ngủ thì qua nhà anh uống rượu tâm sự, giải quyết hết những cái hiểu lầm trước đây được không. Cái câu cuối cùng anh Quân ảnh nhấn mạnh là em cứ tới thẳng tới đây luôn, đừng có làm ảnh hưởng cái giấc ngủ của vợ em, nếu vợ em ngủ rồi để vợ em ngủ đi, tại vì đêm nay anh buồn quá, công việc của anh nhiều thứ, giống như là tự nhiên đêm nay anh muốn anh em mình ở bên cạnh nhau rồi nhậu nhau gì kia, tâm sự nhau. Hôm qua tâm sự anh thấy anh em mình quá nhiều cái hiểu nhau, thì hôm nay anh muốn là anh em mình tiếp tục tâm sự tiếp. Và anh Tuấn khi mà nghe nói vậy quý vị thì thấy hôm qua anh em ôm nhau thấm thiết vậy mà, nên là anh Tuấn đâu có đề phòng gì, mới nửa đêm quý vị bắt xe qua bên nhà anh Quân. Sau khi đến nơi thì anh Quân lúc này cũng cho anh Tuấn vô trong nhà xong thì anh Quân khóa cửa lại. Hai anh em ngồi uống rượu nhau thì đêm hôm mà ông này ông khóa cửa thì cũng bình thường, anh em đang ngồi uống rượu nhau. Thì lúc đó thì ông Quân ông mới nói với anh Tuấn vậy: huynh đệ, chỗ anh em huynh đệ thủ túc với nhau, anh đã hoàn toàn là người thất bại. Nguyên nhân vì sao thì em và anh cũng đều biết mà đúng không? Thời gian này anh đau khổ lắm, ân oán giữa hai chúng ta quá nhiều đi. Hôm nay anh quyết định là làm gì làm, anh em mình, giữa anh em mình phải kết thúc hết tất cả. Sau đó anh Quân lại còn nói tiếp rằng: bây giờ em nói thật lòng cho anh nghe đi Tuấn à, có phải em đã ngủ với vợ của anh rồi đúng không? Vợ của anh bỏ đi, ly hôn với anh, có phải là chủ ý của em không? Sau đó em lại tiếp tục là giới thiệu việc làm cho anh, giới thiệu bạn gái là tên chị Điềm cho anh, rồi Bảo với lại Tâm là đưa tiền cho anh 50 triệu. Có phải đó là tất cả là điều do em dàn dựng lên hết tất cả, xem như đó là bồi thường, coi như là bố thí cho anh đúng không? Thì khi đó gì ông Quân này ông nói vậy với anh Tuấn, anh Tuấn thay đổi sắc mặt liền. Trời đất ơi, tại vì ngay lúc đó là cái phản xạ của ảnh là theo nghiệp vụ cảnh sát của ảnh là ảnh thấy liền đây là bữa tiệc hồng môn yến, ảnh biết luôn quý vị không? Tại vì ông nội này khi này là ông nói câu đó có nghĩa là trong ngược lòng của ông vẫn còn thù anh Tuấn mà, đâu có phải là anh em hòa hảo như ban đầu anh Tuấn nghĩ đâu. Thế là anh Tuấn thay đổi sắc mặt 180 độ liền, biết rằng đây là bữa tiệc hồng môn, mời khách tới nhưng mà bên trong nó có một cái âm mưu bên trong đen tối. Thế là anh Tuấn mới liên tục phủ nhận, đồng thời là yêu cầu anh Quân anh muốn nói cái gì anh hãy đưa ra bằng chứng xác thật chứ anh đừng có nói khống. Trong lúc giữa hai anh em tranh luận với nhau thì cái anh Tuấn này tự nhiên anh thấy anh xoay sẫm mặt mày quý vị, y chang như là anh bị bỏ thuốc ngủ hay cái gì, giống như anh xoay sẫm mặt mày hết trơn à. Là anh biết rồi, tại vì anh Quân ảnh biết là lần trước á, là hai bên có giống như là quánh nhau rồi. Ảnh biết là sức lực của ảnh quánh không lợi anh Tuấn, võ công của ảnh không có cao bằng anh Tuấn, cho nên ngày hôm nay ảnh quyết định là ảnh đã bỏ giống như là thành phần thuốc ngủ vô trong đó để cho anh Tuấn say sẩm, để anh có thế để mà ảnh tấn công, quý vị không? Thế là anh Tuấn ảnh biết rồi quý vị, ảnh lật đật là cố gắng là cố sức bình sinh đứng dậy để mà ảnh ào ảnh chạy vô trong nhà vệ sinh, hay là chạy vô đó để vô trong phòng ngủ của gia đình ảnh á, anh Quân á, để mà vô trong đó ảnh trốn, anh đóng cửa, anh lóc cửa lại để anh gọi điện kêu giống như là vợ ảnh hay là gọi điện cho cơ quan. Tuy nhiên khi mà anh Tuấn ảnh vừa đứng dậy quý vị, ảnh tháo ảnh mò bỏ chạy thì ông Quân này ổng chạy vô trong bếp, ổng cầm theo một cái chày giống như là cái chày mà để mà giống như là tiêu tỏi ớt đó, ổng mới dí theo quý vị. Thì lúc này quý vị, khi mà cái anh Quân này ảnh cầm cái chày đó đó, ảnh chạy lại, ảnh mới bắt đầu quớt vô trong đầu của anh Tuấn một cái. Tuy nhiên hên là anh Tuấn ảnh vẫn còn lấy tay quơ quạo quý vị, chống cự lại. Tự nhiên may mắn là sao quý vị, tự nhiên sao anh Tuấn ảnh nghe ngay lúc đó có tiếng xe của giống như là tiếng báo hiệu của xe của cơ quan không, xe của cảnh sát á, ảnh nghe tiếng báo hiệu, ảnh đinh ninh không lẽ nào trùng hợp vậy, xe chắc ở chạy ngoài đường. Nhưng mà giống như lúc đó anh không biết sao nữa, thì ngay lúc đó vậy ảnh nghe cái tiếng xe đó nó càng ngày cái tiếng âm thanh nó càng lớn, thì ra là xe đổ ngay trước nhà của anh Quân và có người tới dập vô cửa anh Quân, yêu cầu anh Quân phải mở cửa ra. Trời ơi anh Tuấn ảnh mừng quá trời quý vị. Lúc đó là ảnh chỉ có biết cách á, là ảnh la lên để cho bên ngoài người ta có thể ít nhiều nghe được cái âm thanh bên trong. Và rồi bên ngoài người ta mới bắt đầu là xông thẳng vô quý vị, xông thẳng cửa vô luôn. Thế là bắt đầu lúc đó là người ta mới bắt đầu là coi như là kêu yêu cầu khống chế ông Quân liền. Thì anh Tuấn bây giờ là ảnh thấy đã yên tâm, ảnh mới quỵ xuống xỉu quý vị, thì đưa vô trong nhà thương. Anh Tuấn ảnh bất tỉnh, tại vì nó quớt cái chạy vô trong đầu mà, thì quý vị nghĩ đi làm sao chịu nổi. Một cú rồi không, cũng may mấy cú sau là anh Tuấn đỡ được, nhưng mà ý mấy cú sau anh Tuấn đỡ được, chứ mà cô nếu mà liên tục bị vậy là có khi là đứt chỉ mỹ lùm dây chai quý vị không, ông này cũng bị có một phát à. Cái thế là đưa vô trỏng thì anh bất tỉnh, và sau một thời gian 7 ngày sau anh Tuấn mới tỉnh lại. Khi anh Tuấn mà ảnh tỉnh lại quý vị thì mới biết ra được rằng á là cái người mà gọi điện đó không ai khác chính là chị Lệ, vợ của anh Tuấn á. Quý vị thấy hay không? Chị Lệ á, thật ra đêm đó khi mà chị thấy anh Tuấn á, bắt máy lên nói chuyện ở trong điện thoại chị nghe, nhưng mà chị nằm chỉ giả bộ nhắm mắt, chỉ lóng tay giống như là đang ngủ mà, thì chị nhắm mắt vậy thôi, nhắm mắt liêm diêm để coi chồng nói chuyện với ai. Thì chị mới nghe là anh Tuấn nói chuyện, thì chị biết là bên đầu dây bên kia là anh Quân. Một lúc sau thì chị nghe tiếng động chồng mình á, mở cửa rón rén đi ra, tức là sợ chị thổn thức á, ảnh mới rón rén đi nhẹ nhàng ra mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Là trong lòng của chị chỉ biết vậy là chồng mình đi gặp anh Quân. Nhưng bây giờ chị nhìn lên cái điện thoại đồng hồ á, đồng hồ của điện thoại á, thì chị nhìn thấy là đã gần 1 giờ sáng rồi, sau giờ này anh Quân còn kêu anh Tuấn đi đâu qua bên nhà anh chi. Là chị Lệ chỉ lanh trí lắm quý vị. Chị mới thấy vậy là thôi kệ đi, dù là bây giờ á có không có, dù là có chuyện gì xảy ra hay là không có chuyện gì xảy ra, thì chị cũng quan trọng nhất là chồng mình an toàn là được. Nên chị mới gọi điện quý vị, chị gọi điện cho cơ quan, chị gọi đại luôn, chị giả bộ chị báo giống như là báo đại luôn. Chị nói là bây giờ ở bên đó đang có một vụ gì vậy, nhờ người qua hỗ trợ gấp quý vị không, giả bộ nói vậy đó. Và thế là khi mà xe nó tới thì chị Lệ lúc đó là chị cũng lăn xăng tới sau, xe tới trước chị tới sau quý vị không. Quý vị thấy chị lanh trí không? Chị Lệ lanh trí bởi người ta nói mà, người chồng á là hơn con một người đàn ông á, hơn nhau chỗ lấy được người vợ, thấy không? Người vợ khôn như vậy là coi như là cứu được một mạng quý vị không. Thì bây giờ là cuối cùng là anh Tuấn ảnh không sao, ảnh chỉ là giống như là xỉu ngang vậy rồi bất tỉnh vậy đó, rồi cũng va chạm cũng hơi này kia nên hôn mê hết 7 ngày rồi sau đó tỉnh lại. Nhưng mà anh Quân á, thì bây giờ một người đã có tì vết trước đó rồi, bây giờ một lần nữa lại còn này, nếu như mà người ta không đến kịp thời thì có phải là xảy ra một cái sự việc mà có thể nói là nó còn nguy hiểm hơn nữa, đúng không? Thế là cuối cùng bây giờ người ta vẫn quy chụp rằng là anh Quân á, ảnh cố ý gọi là mạo mưu với lại sờ ác á, thấy không? Thế là cuối cùng là ông này ông cũng bị luôn. Kỳ này là nặng hơn à, kỳ này là đi lâu luôn. Nhưng mà bây giờ ông đã nhiêu, đã 40 tuổi rồi, gần 40 tuổi rồi, thì quý vị nghĩ thì ông này ông đi lâu, ông đi được bao nhiêu? Bèo là ông đi cũng lâu à. Em nói quý vị, ngày ông ra lúc đó là coi như tóc ông cũng đã bạc gần như là nửa cái đầu hơn rồi, không? Cho nên là lúc đó ông ra chứ ông cũng còn không còn hơi sức nào để ông đi kiếm chuyện người ta nữa đâu. Bây giờ giúp người nhưng cuối cùng lại là hại mình. Câu chuyện này á, không phải nó nói lên một cái điều để mà mọi người á, hãy sống nhẫn tâm đi không quý vị. Con người ta sống thì phải có cái tình thương, và Nêu 10 cũng rất tuyên dương những người sống mà mình giống như là có tình thương người, có cái tính lương thiện, không? Ai cũng mong cầu là con người sinh ra có cái tính lương thiện. Nhưng mà mình giúp người, mình cũng phải suy nghĩ tới là hãy giúp cho mình nữa. Quan trọng Bây giờ em hỏi quý vị, bây giờ mình giúp người mà hại mình, hại luôn gia đình mình là không có nên. Thí dụ như anh Tuấn nè, anh giúp hết. Ảnh có thể là vét tiền trong nhà giúp anh Quân luôn, rồi cô mang giúp đỡ con anh Quân luôn, vợ anh Quân luôn, giúp hết như vậy. Cuối cùng rồi ảnh hưởng tới vợ ảnh, già ảnh, đúng không quý vị? Không ít người cho rằng giúp người là một đức tính tốt, nhưng mà đối với cái anh Quân này là một kẻ có cái bệnh về mặt tâm lý, và cộng thêm cái tính là ưa bạo lực nữa. Nên là cái sự giúp đỡ của anh Tuấn bây giờ nó trở thành là không có nguyên tắc, nó không có cái điều gì gọi là tình thương cả. Mà đối với anh Quân nó chỉ là cái sự vụ lợi, một cái sự gọi là gì, toan tính, chỉ là cái hành động giả tạo. Đó, đối với anh Quân là anh Tuấn là người giả tạo. Anh Tuấn có thể là tới cái khi mà bây giờ sự việc xảy ra như thế này thì Nêu 10 thiết nghĩ là anh Tuấn anh đã rút ra được cho mình một bài học. Lúc này thì có thể là anh Tuấn anh đã ý thức được cái điểm này là không nên. Và cái việc giúp đỡ một cách là vô nguyên tắc như thế này, và cái sự nhẫn nhịn quá đáng như thế này đối với một cái kẻ ác như anh Quân thì thật sự nó là một cái hành động quá nguy hiểm cho mình và gia đình. Nêu 10 cũng mong rằng qua câu chuyện này quý vị mình sáng tỏ ra, cũng như là mình thấy được rằng trong cuộc sống này lòng tốt nên đặt đúng nơi đúng chỗ, không? Nó là như vậy. Mà mong rằng quý vị mình nghe xong có thể rút ra cho mình một cái kinh nghiệm sống, một bài học, một cuộc đời, một bài học trong nhân sinh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp.